Vâng, bên kia thì là hai Greg, bên này thì có cho Son. Vâng, trận thi đấu. Vâng, bên kia hai Greg, một cho Son, còn bên này thì có một cho Son rồi. Có thêm cái gì nữa chúng ta cùng chờ xem. Vâng, chip boy cho Son. Vơ Bamiran, Hồng Anh AC. Và No 1 là người cầm Max C. Thôi rồi, quân trận đấu này lợi hơn một chút. Cố gắng giật lấy vâng cái lợi thế này, đừng để quá xa trong trận đấu đầu tiên. Và có lẽ chúng ta nên bắt đầu với Vơ một bài cầm Bamiran của Vơ. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu thì bây giờ Vơ bắt đầu đưa con voi đầu tiên về với hành trình. Một hiệu là tương đối gần, nhưng đây là một hiệu bé và sát rừng. Vì vậy, Vâng không nên tập trung quá nhiều vào cái đàn hiệu để làm cái gì. Đã được đóng ép rồi tính sau. Đây là một bài pan ở phía trong. Hồng Anh thì là ở phía ngoài. Chip boy cho Son thì an phận rồi. Còn Hồng Anh thì là một bài AC đi rằng góc giữa hai tường thật nhưng lại ở phía ngoài. Vẫn chưa thấy quả phụ, chưa thêm voi. Vâng, hiêu nhảy nằm xuống rồi, rất nhiều đồng dân phóng một con hiêu và nằm xuống rồi, tương đối ổn được con hiêu vừa rồi. Đây là một đàn hiêu nữa, 18 đồng dân rồi. Vơ để ý không em? À vâng, đây là bãi quả, thấy rồi. Ủa, 19 đồng dân rồi. Vơ bình tĩnh em. Đây là màn hình máy của game thủ Chip Boy, xem cho Son có cái gì không. Như vậy là 3 voi, một bãi quả phụ cũng được, nói chung là ổn. No 1 Max C, 2-3 ông dân. No 1 rất chịu khó đánh ít dân trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, như vậy là thêm một VE nữa rồi. Đây là một BG nữa đến từ màn hình máy game thủ No 1. Còn Hồng Anh thì có cái gì? Vâng, có cái nhà và thấy hơi hơi nhiều rừng, đang muốn khung. No 1 sẽ là người, vâng, bài này để đánh được ít dân thì là tốt nhất. Rồi, BS đẹp nhất, BS mắc binh nhất. Tôi lạy ông, chết thì lại mất công đen bây giờ. Đau cả đầu lên. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy của... Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng đến màn hình máy của game thủ Vơ thôi, xem Vơ tiếp thôi. Rogan,
Rồi, như vậy là 19 nông dân và đánh theo cánh của cái thủ Hùng Anh. À vâng, cái thủ chip boy tôi nhầm mất, đánh theo thẳng cánh của thủ chip boy. Bên kia là hai Greg và một Choi Son cộng một cái gì đó nữa thì tôi cũng chưa rõ. Rồi một Per. Hai Greg, một Choi Son, một Per. Còn bên này thì là có EC của cái thủ Hùng Anh. Tôi sợ có Per của Hoàng Anh Nhi gần Hùng Anh thì cũng mệt. Như vậy đây gần bầu 6 của Tuti. Tuti là người cầm cái gì đây? Greg của Tuti. Bãi vàng bo là khá sớm. Gựa giò cái thủ chip boy bắt đầu đảo qua vòng thứ hai. Đây rồi, như vậy là rất nhiều nông dân của thủ Tuti đang hành hương. Bãi quả, ui chạy cái BS ra. Đấy, nó phải như thế, đúng rồi. Ui, không biết là có giáp hay chưa, có giáp rồi mới là mắc binh. Có giáp rồi chỗ này, ui giời, chưa có giáp. Lạc đà chưa có giáp, nông dân đập nó cũng nhanh lắm. Như vậy lộ rồi. Lộ. Đau. Hơi đau. Vâng, vừa đã được chim lợn hồ tàn cảnh. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn hình máy của nhà cầu thủ Chipboy xem đã ăn được cái gì nữa hay chưa. 27 là thằng này hôm nay. Choi Son thi đấu với Greg có lẽ là cũng không quá phức tạp. Màn hình máy của cái thủ Hồng Anh xem có bị chết sớm hay không. Không bị chết sớm, thằng này 34, ổn rồi. Ổn. Và cuối cùng là No 1 đi đến đâu rồi. No 1 đánh theo kiểu O-bomb cảm tử cũng được. Bài này Maxi O-bomb cảm tử đi đến đâu cắm bị đấy, đồng đội bơm đồ. Không nói nhiều. Rồi đi đến đâu cắm bị đấy, xong đấy là đồng đội sẽ bơm đồ cho mà đâm. Muốn đâm vào nhà ai thì đâm. Có ca đâu đó. Đây là màn hình máy của cái thủ Vương. Tham lai 26:40. Cung R làm cái gì thì làm đi. Bây giờ thì vâng, lạc đà tôi chết một con giò rồi, hơi đáng tiếc. Lạc đà lao thẳng vào ruộng chính của cái thủ của mày. Tức cái thủ ván lớp xong tuần này Choi Son. Hơi đau tuần vừa rồi. Nhanh hơn tí nữa thì là ngon. Nhưng không, quân là quá lệch. Thi đấu và làm sao khi bên này vâng, bên kia hai Greg và một Choi Son. Còn bên này thì có Pan, có AC, có Choi Son và có Max C. Tỷ số được cân bằng một đều ở trong C đấu. Vâng, tỷ số được cân bằng một đều ở trong C đấu thứ hai. À, C đấu đầu tiên kèo đấu thứ hai. Tôi nhầm. Chúng ta cùng chờ đợi đến trận thi đấu bản lẻ ngay sau đây thôi.